Đây là vườn cà phê. Vườn cà phê nhà mình và có cây mãng cầu. Mãng cầu trái này. Không có trái. Lần đầu tiên mình thấy cái hoa mãng cầu ạ. Cái hoa nó rất là kỳ cục. Đó, cái hoa đó. Cái hoa mãng cầu. Xíu luôn. Lần đầu tiên mình thấy cái hoa mãng cầu. Dưới này cũng có con trùng hoa nữa. Cái tiêu nó bám vào. Cái tiêu nó bám vào thế. Hoa mãng cầu. Cái tiêu nó bám vào một cái cây mãng cầu luôn. Trái tiêu quá trời luôn. Trái mà không sai lắm, được vài trái hết. Đang ra hoa có trời này. Được mấy trái à. Cây này chắc trồng được nhiều nữa. Nhà mình trồng được bao nhiêu năm nữa? Chắc được 7-8 năm. Trời, có trái to chả bá luôn. Nhưng mà cao quá. Trái này to chả bá mà nó cao, cao lên lấy rồi đó. Ngoài đây thì toàn tiêu với cà phê thôi. Cà phê đây, hoa cà phê đây các bạn. Hoa cà phê màu trắng rất là thơm. Mùa này hoa nó tàn rồi, nó đang tàn hết rồi. Mùa hoa nó đang tàn, nó ra trái rồi. Nó tàn hết rồi. Còn lại được một vài hôm. Không phải bông hoa nó tàn hết rồi. Hoa cà phê nó rất là thơm nức. Ngoài đây thì có cây mắc ca. Đi ra cái mắc ca trồng lẫn với cà phê và tiêu. Đây các bạn, cây mắc ca này, trái mắc ca này. Trái mắc ca, trái mắc ca kìa. Là chùm. Nó nhỏ, mới trồng được mấy năm, đợi xíu cũng ra được nhiều trái, trồng cho vui mà. Trồng để ăn chứ không bán.
trái này. Trời ơi. Rất quá trời trái. Trái mình đỏ đấy, trái này. À đây, đây cái hoa mắc ca này các bạn. Hoa mắc ca. Đó, có chùm hoa mắc ca. Nó ra hoa này này. Ra hoa này không đậu ra cái trái giống như này. Một chùm hoa được một trái hai trái vậy. Cái này được một trái nữa là chùm được con trái này. Mà ông ra hoa luôn là chùm đi. Cứ không đợi được con trái nữa. Ra nguyên chùm hoa mà được con trái này. Trên này cũng mấy, có mấy chùm này. Mấy chùm hoa luôn á. Đó. 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 Cứ tính như mỗi một chùm hoa là được một trái luôn. Mỗi một chùm hoa nó ra được một trái này. Giống như cái chùm hoa này chưa thấy được cái trái, chưa thấy được cái trái nào hết. Lần đầu tiên mình thấy cái hoa mắc ca đó. Đó lần đầu tiên thấy luôn đó. Mà ông kỳ quá. Một chùm hoa không mọc được con trái. Kỳ quá kỳ. Hiện tại mình cũng đang tham gia làm việc cho công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Life. Các bạn muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cứ liên hệ lại mình nhé. Số điện thoại 0908239009. Mình có xài Zalo luôn á. Nhấn vào Zalo cho mình cũng được. Số điện thoại 0908239009 nhé.